với tiếng hát của chị đẹp Hồng Thiếp. Vâng, xin mời chị. Có lẽ là em được biết là chị hôm nay hát bài chủ đề đúng không? Và quý vị hãy dành cho chị Hồng Thiếp một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Cảm ơn. Xin chào tất cả các quý vị, và bài chủ đề hôm nay mang tên Cánh Hoa Yêu, xin mọi người cùng thưởng thức ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng ạ, xin cảm ơn tiếng hát của chị Hồng Thiếp rất là nhiều. Một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đại, thưa quý vị. Và cũng rất là vinh hạnh khi hôm nay anh Hoàng Sơn tặng riêng một bó hoa cho chị Hồng Thiếp. Bởi vì